Kính thưa quý vị, Lâm đang đứng ở góc đường để mà vô chợ Gạch Sỏi thôi quý vị. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp âm lịch đó quý vị. Thì hôm nay các cô bác, cô chú ở đây sẽ đưa ông Táo về trời. Đây là quang cảnh mà mua bán qua để mà về cúng hôm nay được quý vị. Mời quý vị cùng Lâm đi chợ Tết vào những ngày gần, đi chợ vào những ngày gần Tết nhé quý vị. Bác từ mấy giờ lắm chị? Bác từ lúc mấy giờ? Tới 3 giờ tới giờ hả? Ở đây có rất là nhiều loại hoa nè quý vị, nhưng mà chủ yếu là hoa nhãn thọ rồi hoa cúc và dạ không em đó. Dạ đây là các loại trái cây được vận chuyển vào chợ để mà mua bán hôm nay nè quý vị. Dạ không có. Đây là chợ Gạch Sỏi nè quý vị, vào những ngày gần Tết rất là đông vui, mua bán rất là nhộn nhịp. Đây là một trong những cái chợ được gọi là sầm uất nhất. Đây là khu vực ở phía ngoài giáp đường nè quý vị. Buôn bán rất là nhiều loại rau củ quả và các loại bông để mà phục vụ bữa hôm nay nè quý vị. Mình ở đâu ra bán? Mình ở đâu ra bán?
Còn đây là những khu vực hàng quán rồi bán các loại mặt hàng về gạo nè quý vị. Buổi sáng chợ Gạch Sỏi là một trong những cái chợ mà nhộn nhịp nhất. Đây là những cái khu vực bán gạo nè quý vị. Còn là những khu vực bán đồ ăn, thức uống. Các loại hoa được bày bán rất là nhiều quý vị. Còn đây là khu vực bán các loại thịt heo. Gì ba? Dính rồi. Các loại thịt rất là con rất là tươi quý vị. Wow. À, ở đây bắt đầu từ mấy giờ vậy cô? Thường bắt đầu từ mấy giờ? 10 giờ, 12 giờ. 12 giờ đêm. 12 giờ đêm có mặt tại hiện trường. 10 giờ, 12 giờ. Đưa bà quay đó. Thấy những người đó qua tao bận lắm mày đừng có để màn hình nạp, để màn hình. Rồi, tối nay có trên đó đó cô ơi. Dạ. Đây là những khu vực để mà chế biến nè quý vị. Dạ.
Đây là những khu vực bán rau củ nè quý vị. Và các bên trái là bán tạp hóa. Hôm nay thì trời có đang lác đác mưa rồi quý vị. Đây là những ngày giáp giáp Tết rồi nên lượng hàng hóa rất là đông với quay để làm gì vậy? Dạ. Bữa nay mình đi cái này. Quay sạp đồ cô quay này nè. Dạ. Đây là sạp đồ của cô. Dạ. Ở cô cái này cô nhóm họp từ mấy giờ luôn cô? Nốt rưỡi. Là họp, còn nếu mà trả đêm thì là 2 giờ khuya. Vậy là mới mốt khoảng 2 giờ khuya mình đi. Đi quay 2 giờ khuya hả? Dạ. Dạ, con cảm ơn cô. Con lên mạng. Dạ. Buổi sáng rất là nhiều mặt hàng không biết gì. Đây là sau khi lao động mệt nhọc quá thì các anh chị các cô chú đang ăn sáng rồi. Cá chê vàng. Cá chê này cá chê đồng mà phải không cô? Đồng. Dạ. À còn cá lóc này cá rô đồng. Bự quá ha. Dạ. Dạ không, cái này vô internet thôi. Đây là khu vực bán các loại mặt hàng về vịt gà đó quý vị. Đây là những cái lồng chứa những con vịt và những con gà. Đây là khu vực giáp sông này quý vị. Đây là nơi để mà các cô bác lên hàng. Thấy có các cô bác từ Đồng Tháp nè, Cần Thơ nè, với Kiên Giang lên đây đó quý vị. Các cô bác tập trung. Rồi được. Ủa, cô cái này là cô từ tỉnh nào tới cô ha? Ở đây luôn hay là ở Tiền Giang rồi hả chú? Dạ. À, cô bán, chú bán hồi xưa giờ ở đây hả? Hồi xưa giờ. À, con cảm ơn. Có bông lên không? Dạ được. Đưa lên rồi đẹp đẹp đó. Thank you.
cái đó mình làm gì anh? Tiếp. À cho ăn đó hả? Trời ơi, em tưởng đâu anh đang làm cái gì nữa. Ủa sao không xài thóc mà? Đó làm quay phim hay gì? Dạ đúng rồi, đang quay phim hả? Làm gì? À dạ. Đây là những cái khu vực là tập kết hàng lên chợ nè quý vị. Có rất là nhiều chuối. Ở chị mình ở đâu lại anh chị? Hả? Mình ở đâu lại, ở Gạch Giá, ở Kiên Giang hay là ở tỉnh khác lại? Cần Thơ. À Cần Thơ xuống hả chị? Ủa chụp hình hả vậy? Dạ không, em quay phim. Em quay sợ chú cao mà chó đẹp. Ở ngoài kia hả chị? Đó dạ, vô cái ha. Dạ. Ở đây có chú Sim nè, chú Cao nè quý vị. Chú già cui luôn. Dạ, cũng dính chút á. Dạ. Ủa chị, rồi chừng nào về quê ăn Tết vậy ha? Hả, thì bán chừng nào mà người ta gửi ra mua thì sẽ mùng 1 Tết về luôn. Ờ. Sẽ ăn Tết vậy hết rồi, Tết à, rồi. À, dạ. Chịu à. Trời ơi. Bụng bự quá. Có lông không bụng? Ủa anh, cái này là mình từ bên Châu Thành chạy qua hả? Ờ, bên xuống biển chạy qua. Vậy là tập kết lại đây rồi mình hay lên TV ha anh? Dạ không, ở lên mạng à. Ủa rồi sáng là mấy giờ mình lại đây anh hả? 11 giờ vô bán tới sáng. Ờ, 11 giờ khuya á. 11 giờ khuya rồi. Giá cây sửa sạn về. Ủa anh, 11 khoảng mấy giờ là lúc đông nhất anh? Tối hả? Thì 2 giờ. 2 giờ bán hàng ấy, dùng cá gom về. Nhỏ vô bây giờ giống vậy cho anh ơi. Bán trước cái về trước cho anh. Lại quay được hai giờ mới 8 giờ vậy. Dạ em cũng ở giác đó vậy, giỏ đông lắm về trơn này á, về á, về từ từ hết rồi. Quay quay lên nó mãi như bay ơi. Rồi, dính rồi. Ok. dính rồi. Dính rồi, dạ. Dính rồi. Cái đẹp quá trời, cái đẹp. Quảng cáo bán cái gì? Cái này em đi quay chợ mà. Chợ hả? Chơi vậy đó.
dính rồi. Con quay sao là vậy đó, có nghĩa là chạo mình sao là quay như vậy vậy? Dạ. Buổi sáng vẫn còn hơi vắng khách đó quý vị, một chút nữa mới đông, tại vì hiện giờ là khoảng 6 giờ, hơn 6 giờ rưỡi chút. Dạ. Em không? Ừ, không? Wow. Quá trời ngon lành. Quay chúng mới chịu. Dạ. Dạ quay rồi, quay rồi, quay trứng rồi. Anh ơi cho em quay cái trứng ngỗng coi. Đây. Quay cái trứng ngỗng kìa. Chà bá luôn. Cầm lên chưa? Không, để vô cái là bít ống kính luôn nè. Có một trứng ngỗng à. Dạ. Chắc khoảng 7 giờ mới đông ha anh.
nè anh chị nữa nè, chị Phim nó trên lệch nữa. Nó lệch chứ không có được điều. Vui vui không? Dạ. À, còn đây là bán các loại về rau củ cũng có, rồi tập quá cũng có luôn quý vị. Lần trước như có quay ở đây một lần rồi. Dạ, có quay em chưa? Không biết nữa, lần trước rồi em có. Anh quay em đi, rồi đưa em đi đi bỏ xe hai. Dạ. Em đi bắn dao nha anh. Dạ. Quay em đi anh. Dạ. Thấy em gõ không anh? Dạ gõ. Đang làm kiểu nha anh. Rồi. Mặc áo đỏ đỏ đó. Dạ. Đỏ luôn về luôn. Cô cái này mặc áo đỏ ngay Tết luôn rồi. Dạ. Chuẩn bị Tết rồi đó anh. Dạ. Cái này nói về anh nhiều nhiều nha. Bán từ lúc mấy giờ anh ở đây mình nhóm từ mấy giờ? 3 giờ khuya. À 3 giờ khuya. Lấy chặn mặt em nha anh cho gõ nha anh. Dạ. Dạ rất là gõ rồi. Gõ hả anh? Dạ rồi. Để em coi coi gõ luôn. Dạ em cảm ơn. Dạ rất là nổi. Ngay Tết thì rồi cô quay để phục vụ Tết mà. Ngay Tết rồi nên mặc đồ đỏ là quá chính xác rồi. Rồi. Dạ lên luôn rồi. Dạ lên nè. Dạ. Cô ơi, bán ở đây được bao lâu rồi cô? Được rồi. Đã bán 30 năm rồi đó. À 30 năm rồi. À từ ngày thành lập chợ đó giờ rồi còn hả chợ? 62. Gần tới đó chú. Không. Dạ đổ bữa nay hàng bao dạ. Đây là cá chép luôn, 6 giờ trời rồi quý vị. Từ từ, anh ơi, từ từ. Các loại bông bắt con chưa hả? Các loại cá chép rất được ưa chuộng nè quý vị. Đâu đâu, con 3 con chưa? Rồi. Ê, bự là con nhiêu? 120. Con chưa? Con chưa? Con chưa? Wow, đẹp quá. Cái 3 con chưa? Sống nó cũng đỏ đỏ nữa chứ. Trời. Cái đỏ này rồi, ba con đỏ cho. Ừ.
Dạ. Camera hả? Dạ, camera đang quay. Chị, bữa hôm em có quay ở đây nè. Căn Tết rồi quay Tết. Dạ. Vô đây quay phim đây. Do hôm nay là bữa 23 nên rất là nhiều loại bông được bán vào ngày này. Từ đây Lâm sẽ đi vào cái khu chợ mới ở bên đây nè quý vị. Chợ Hoa Xuân đó quý vị. Đây là khu vực chợ gạch sỏi mới, có trưng bày một số các loại như là bông mai rồi hoa cúc, nhãn thọ, bông hoàng thọ. Từ đây Lâm sẽ đi vào vị trí chợ lại nha quý vị. Đang đi ra đầu bên kia. Vậy
lên Hàn Quốc. Đúng rồi. Đây là khu vực cổng chính vào chợ nè quý vị. Giờ này thì đã đông hơn rất là nhiều rồi. Giá quay khu vực chợ không những ngày giáp Tết. Dạ. Dạ. Đây là phía trong khu vực chợ nè quý vị. Sau đây Lâm sẽ đi vào vị trí cũ để mà hẹn gặp lại các video mà tiếp theo nha quý vị. Đang lấy xe đi về quý vị. Rồi, xin cảm ơn quý vị. Lâm đang đứng trước chợ Bắc Sơn. Hôm nay Lâm sẽ quay cái khu vực mua bán chợ hoa. Bây giờ hôm nay là ngày 23 tháng Chạp đó quý vị. Còn cái chợ này thì Lâm đã có quay trong những cái video clip trước đó. Quý vị có thể coi trong cái phần danh sách phát đó quý vị. Vì ngày mai là ngày 23 tháng Chạp nên ở đây sẽ bán rất là nhiều cái loại. Hôm nay chứ 23 tháng Chạp sẽ bán cái loại hoa để mà đưa ông táo về trời.
Lâm sẽ đi ra hướng kế bên nha, bán rất là nhiều đây các loại hoa. Đâu quay biết chợ dạ đi à. Khu vực ở đây thì bán rất là nhiều loại hoa khác nhau. Do hôm nay là bữa 23 nên các loại hoa như là hoa vàng thọ, hoa cúc bán rất là nhiều quý vị. Tết nè quý vị. Quay các bạn này là bà đẹp mà không chịu quay cái bà đó đó. Đó, bà đó đó, khoai lang đồ nè không chịu đâu. Quay chị bán kiểu chị xấu muốn chết. Không nhưng mà kiểu là ngày Tết này cô, con đang quay Tết mà. Do hôm nay là bữa 23 nên nha, các cô bác bán rất là nhiều loại cá này nè quý vị. Cô cái này con gì vậy? Có 10 ngàn. Ở đây làm thấy là bông vàng thọ là nhiều nhất.
internet, internet. Lên mạng. Lâm đang đi tìm cái loại hoa bán bữa nay nè quý vị. Bữa nay là bữa 23. Đây là khu vực đi giáp với đường Nguyễn Trung Trực đó quý vị. Ở đây có nhiều cô bác đang bán hoa nè quý vị. Quay gì trời? Hả? Quay, nghe lời thằng nhỏ đừng quay. Không thấy hả? Không thấy mặt. Đừng có đưa lên. Dạ. Quá đông. Ngon 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 ng
Ở đây bà con thật châu thật bò đây đi qua. Thật châu thật bò đây. Ở ngoài kia. Ở ngoài sẽ có rất là nhiều cái chỗ mà bán quà hơn. Các loại hoa hôm nay là sẽ rất được ưa chuộng quý vị. Rồi, xin cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo nhé.